Các bạn nhìn cái chiếc điện thoại này nó có camera có to không ạ? Thực sự là camera quá to luôn. Các bạn nhìn này, ống kính này, Leica luôn này, cảm biến ảnh Sony kích thước 1 inch. Quá khủng khiếp đúng không ạ? Và đây chính là Xiaomi 12S Ultra. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Năm nay thì mình thấy là Xiaomi họ đã thực dụng hơn những năm trước rất là nhiều rồi. Nếu mà như năm trước thì Xiaomi ra mắt chiếc điện thoại Xiaomi Mi 11 Ultra thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái màn hình phụ ở phía sau. Cái màn hình phụ đó nó dựa trên cái tấm nền của cái chiếc Mi Band 5. Đấy. Và mình cảm thấy rằng là cái điều đó nó không gây ra cái yếu tố thực dụng mấy, nó chỉ là lạ mắt thôi. Nhưng mà năm nay thì Xiaomi họ đã bỏ đi cái màn hình đấy rồi và họ trang bị vào đây một cái cụm camera rất là xịn sò, đúng không nào? Nhắc đến Xiaomi thì người ta thường nghĩ tới cái việc là điện thoại của họ sẽ nhìn không sang trọng hay là gọi là rẻ tiền hơn so với cả những điện thoại flagship của các hãng như kiểu là Apple hay là Samsung. Tuy nhiên, đối với cả cái chiếc Mi 12S Ultra, chính xác ra chúng ta phải gọi tên là Xiaomi 12S Ultra, chúng ta bỏ cái chữ Mi đi nhá. Thì đối với cả cái sản phẩm này, mình thấy là nó sang trọng hơn đấy. Tại sao lại như thế? Thứ nhất, các bạn có thể nhìn thấy là cái mặt lưng của nó này là mặt lưng giả da. Tuy nhiên với mặt lưng này khi mà mình cầm vào ấy, cái cảm giác cầm vào là cực kỳ tốt. Mình xin nhắc lại là cảm giác cầm vào là vô cùng tốt luôn. Không có điểm gì khiến cho mình phải lăn tăn cả. Nó gần như không để lại mồ hôi và dấu vân tay. Và với cái màu mà mình đang cầm trên tay là màu xám này, mình trông giống kiểu xám lông chuột ấy, thì trông nó rất là đẹp luôn. Và các bạn có thể nhìn thấy là một cái đường cắt kim cương màu vàng bao quanh cái cụm camera này. Đây là vàng đấy các bạn ạ. Đây là vàng 23K. Rồi còn cái phần khung viền này thì chỉ là khung viền kim loại đấy nhá. Nhưng mà nó cũng làm cái phần khung viền kim loại màu vàng như này để tạo điểm nhấn cho sản phẩm và trông cái sản phẩm nó sang hơn. Và cái điểm sang nó có thể hiện ở một cái phần nữa, đấy là cái màn hình của chiếc điện thoại này là màn hình cong. Đó. Tất cả những điều đó làm nên một cái chiếc điện thoại mình đánh giá là khá là sang trọng nếu như chúng ta che cái logo Xiaomi ở đây đi. Rồi, thế thì mình sẽ quay trở về cái hộp phụ kiện của nó để xem là hộp phụ kiện của nó sẽ có những gì nhá. Bình thường trong các video mở hộp thì mình hay mở hộp trước, ít khi nói về sản phẩm. Nhưng mà video này thì mình thấy cái sản phẩm này, cái ngoại hình của nó quá ổn để mình có thể nói về nó trước khi mình mở hộp. Đấy. Cái phiên bản mà mình đang cầm trên tay này là phiên bản RAM 12, bộ nhớ trong 256, rất thoải mái cho chúng ta trong quá trình sử dụng. Và cái bộ nhớ trong 256GB là mặc định tối thiểu cho sản phẩm này rồi. Đấy. Nghĩa là nếu mà so với cả iPhone 13 Pro Max mình đang thu âm ở đây, hay là so với cả chiếc điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra, thì nó sẽ có cái phần lợi thế hơn về bộ nhớ trong tối thiểu nhá. Và cái chiếc điện thoại này thì tất nhiên rồi, nó sẽ có Hi-Res Audio với cả có dây lẫn không dây ở đây luôn. Rồi là có kháng nước kháng bụi IP68. Bình thường các sản phẩm flagship của Xiaomi chúng ta hay kêu là lên đến điện thoại flagship rồi mà vẫn không được trang bị kháng nước kháng bụi, thì sản phẩm này nó có kháng nước kháng bụi là IP68 luôn nhé các bạn nhé. Rồi là Soundbar Harman Kardon ở đây. Đấy, nghĩa là âm thanh là Soundbar Harman Kardon, có loa kép luôn. Có cả Dolby Vision và Dolby Atmos luôn. Dolby Atmos là công nghệ âm thanh, Dolby Vision là công nghệ về màn hình. Đấy, các bạn nhìn thấy như nào? Tất cả những công nghệ đều được ghi ở thông số trên hộp này rồi. Rất ổn đúng không ạ? Ok, mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này ra. Đấy. Tất nhiên không có sản phẩm nào là không có điểm trừ cả, chắc chắn sản phẩm này nó sẽ có một số những điểm trừ. Bên trong hộp này chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ này, một hộp nhỏ này sẽ có quay dập SIM ở đây và sách hướng dụng kèm theo đó là một cái ốp lưng. Đây, ốp lưng này sẽ là điểm trừ nhá. Các biết tại sao không ạ? Cái ốp lưng này thì cái ưu điểm của nó là gì? Đấy là nó sẽ chống va đập rất là tốt, chống xước cũng rất là tốt và nó giữ lại được cái màu sắc của cái phần mặt lưng này. Tuy nhiên là với một cái điện thoại mà Xiaomi gọi là điện thoại cao cấp của họ, điện thoại flagship của họ, thì mình nghĩ là cái ốp lưng này nên là cái ốp lưng theo kiểu dạng giả da, giống như chiếc Vivo X80 và Vivo X80 Pro mình đã mở hộp. Đấy, bạn dựng video sẽ hiển thị lên trên hình cho các bạn xem là cái ốp lưng của hai cái điện thoại đó nó xịn sò như nào. Thì mình kỳ vọng là Xiaomi trong thời gian tới là những cái sản phẩm khác của họ là nó sẽ có ốp lưng xịn sò hơn thay vì cái ốp lưng dẻo như này. Tiếp tục nữa, đấy là ở bên trong hộp này chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C. Nhưng cái điểm trừ nữa mà mình muốn nói tới cho các bạn, đấy là cái sạc của nó là sạc 67W. 67W là một cái sạc rất là nhanh rồi nhé các bạn nhé. Sạc này đã là rất là nhanh rồi. Tuy nhiên
Các bạn phải tưởng tượng là với những điện thoại tầm trung cận cao cấp của Xiaomi, họ còn trang bị sạc 120W. Thế mà đối với cả một cái sản phẩm như thế này họ lại không trang bị. Thì rõ ràng đấy là một cái điểm mà chúng ta phải chê rồi, đúng không ạ? Đấy, cái sạc này không đáng chê. Nhưng nếu mà xét trên cùng tham chiếu của điện thoại Xiaomi thì nó lại đáng chê, là nó là như vậy. Đấy, chứ còn so với các hãng khác thì mình thấy cũng bình thường, chả điểm gì đáng chê. Mình nói thật chứ, nếu mà so với cả ông Apple iPhone 13 Pro Max này hỗ trợ sạc 27W, hay là ông Samsung hỗ trợ sạc 45W, sạc nhanh hơn, chả nhanh hơn mấy so với 25W, thì những cái sạc đó phải gọi sạc của Xiaomi 12S Ultra bằng cổ. Chúng ta sẽ quay trở lại với Xiaomi 12S Ultra. Bây giờ mình sẽ bóc cái nắp lưng ra. Cái cảm giác cầm nắm của mình ở trên cái sản phẩm này là tương đối đầm tay đấy, nó rất là nặng. Khối lượng nó rơi khoảng 225g. Và nếu mà đeo thêm ốp lưng vào nữa thì mình nghĩ là chắc tầm khoảng 2 lạng 4, 2 lạng rưỡi. Đấy, nếu mà cầm nó như thế nó sẽ khá là nặng. Và cái cụm camera này thì nó rất là lồi nhé bạn nhé. Nhưng mà cái ốp lưng vừa rồi, đây ốp lưng vừa rồi vừa ốp vào lại quên mất không nói cho các bạn. Cái ốp lưng này ấy, nó sẽ bao được quanh cả cái phần cụm camera này nên yên tâm nhé. Nó nghĩa là thậm chí cái gờ của ốp lưng này nó cao hơn so với cả cái phần mặt phẳng camera này, nên là khi mà chúng ta đặt xuống mặt bàn như này chúng ta không sợ nó bị xước đâu, bạn cứ yên tâm. Nhưng mà tất nhiên rồi, nó sẽ bị cập kênh là điều chắc chắn rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Chắc chắn là sẽ bị cập kênh. Rồi, bây giờ thì chắc là mình sẽ bóc cái ốp lưng ra để mình sờ vào cái điện thoại này một cách chân thực nhất nhé. Nhìn quanh cái cụm camera này thì mình thấy là nếu mà chúng ta giơ lên như này trông nó sẽ khá là giống cái máy ảnh, đúng không nào? Tuy nhiên mình cảm thấy là Xiaomi họ làm chưa tới đây là gì? Đấy là nếu như cái điện thoại này rất là đẹp như thế này, chúng ta cầm này như máy ảnh, thì nó nên có một cái phím tắt nhanh để chúng ta có thể kích hoạt cái máy ảnh lên. Nó giống như ở điện thoại Sony ý. Điện thoại Sony nó có một cái nút để chúng ta kích hoạt máy ảnh lên. Ấn một lần nhẹ thôi thì là lấy nét, ấn một lần mạnh thì nó sẽ là chụp. Đấy, thì như thế nó rất là tiện. Thì cái sản này tất nhiên chúng ta cũng có thể kích hoạt cái máy ảnh lên bằng phím cứng ở đây. Nhưng mà vấn đề là mình cần có một cái phím riêng như thế mà để ở bên góc dưới như này này, để mình tiện hơn, nó giống như chúng ta chụp ảnh ấy, các bạn hình dung được không ạ? Đấy, ở đây thì sẽ rất là tiện. Đó, thì hơi đáng tiếc cái sản này nó lại không có cái điều đó. Rồi, chúng ta sẽ nói về cụm cảm biến camera ở phía sau của chiếc điện thoại này thì sao. Chúng ta sẽ có một cái camera chính có độ phân giải lên tới là 50MP, khẩu độ mở là f1.9 và sử dụng cảm biến Sony IMX989. Cảm biến này thì sẽ có kích thước rất lớn lên tới 1 inch cơ. Đấy, nó sẽ giúp cho sản này có được cái chất lượng hình ảnh là vô cùng tốt. Đấy, tất nhiên thì lát nữa thôi thì mình sẽ thử test luôn cái chụp ảnh cũng như là quay video của sản này như nào. Đây chỉ là một cái video trên tay nhanh thôi nhé các bạn nhé. Đấy, còn video đánh giá chi tiết thì mình sẽ nói sau. Tiếp tục nữa nào, nó sẽ có thêm một cái camera tele 5x ở đây nữa. Camera này thì sắc độ phân giải là 48 chấm, khẩu độ mở là f4.1, tiêu cự là 120mm. Và đây là camera tele 5x. Camera này cũng giống như camera chính, đó là nó có hỗ trợ cả chống zoom quang học nữa. Và nếu mà kết hợp zoom, chúng ta gọi là zoom hybrid ấy, thì nó có thể lên tới là 120x. Đấy, tuy nhiên là mình thì mình thấy là cái điều đó nó không quá thực dụng lắm. Đấy, ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ có một cái camera góc siêu rộng có độ phân giải là 48 chấm, góc chụp rất là lớn lên tới là 128 độ. Bình thường chúng ta thấy là 119 đến 120 độ đã rất là rộng rồi, đúng không ạ? Nhưng cái sản này có thể chụp lên tới là 128 độ nhá. Chụp trong cái phòng này của mình chắc là rộng như hang động luôn. Camera góc siêu rộng này thì sẽ có khẩu độ mở là f2.2, tiêu cự 13mm, sẽ có lấy nét dual pixel luôn. Và chúng ta sẽ có thêm cả camera TOF nữa. Đấy, ở phía dưới này chúng ta sẽ có thêm hai cái đèn flash như này. Đấy, và thực sự là cụm camera này thì nó rất khổng lồ và nó quá lồi luôn so với phần mặt phẳng của lưng. Cái camera này thì ở bên trong cái phần giao diện này nó sẽ có thêm cái các cái hiệu ứng bộ lọc của Leica ở đây nữa. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy này, chúng ta có thể áp dụng các cái bộ lọc của Leica vào đây. Đấy, nhưng mà thôi, lát nữa thôi thì mình sẽ nói sau, bây giờ mình sẽ lau thử cái camera này đi. Chúng ta sẽ thử quay nhé. Và các bạn cũng sẽ xem luôn là cái khả năng quay video cũng như là thu âm của cái sản này như thế nào. Đây là mình đang quay góc siêu rộng của cái chiếc Mi 12S Ultra này đây, trong cái điều kiện vô cùng ngược sáng. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, bóng đèn Kino ở đây đúng không? Nó đang hắt sáng vào người mình đúng không? Đấy, mình sẽ zoom lên nhé. Vào zoom lên này. Đấy, đây là 1.1x này. Mình sẽ zoom lên nữa nhé. Đấy, 2.4x này. Đấy, chúng ta sẽ thử quay nào. 4.8, 4.9 này. 5x thì nó sẽ chuyển sang một cái ống kính tele luôn.
Đấy, chúng ta sẽ lấy nét ở đây. Cả nhìn được không ạ? Rất nét đúng nào. Đấy. Đây mình đang zoom lên, đây là tầm khoảng 11x rồi đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Đó. Rồi. Ok. Đấy, rộng như hang động luôn nhá. Thử zoom lên hết cỡ nữa nào. Đấy. Úi giời. Như bây giờ bắt đầu vỡ hình rồi, bắt đầu đến 10x là bắt đầu vỡ hình rồi. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ thử chụp ảnh nào. Đây, mình sẽ thử luôn. Đây là bức ảnh mình chụp trong điều kiện góc siêu rộng đây, 128 độ đây. Đây là 1x đây. Đây là 5x. Mình thì mình thấy là cái camera này nó có độ chi tiết rất là cao luôn. Và cái việc chụp ảnh ngược sáng là vô cùng tốt luôn. Thực sự là như thế. Đây, ví dụ như là mình chụp ảnh cái bóng đèn này, mà các bạn nhìn là mình đã sử dụng các cái tờ giấy để mà bao quanh cái bóng đèn này rồi. Đấy, để mà làm cái bộ lọc cho cái đèn này. Như các bạn nhìn này, vẫn nhìn rõ luôn cả bóng đèn ở bên trong này luôn. Quá khủng khiếp luôn. Thực sự là như thế. Ok, hôm sau thì mình sẽ có một cái video nói chi tiết hơn về cái camera này nhá. Video này thì cũng chỉ là mở hộp nói rất là nhanh thôi, vì mình cũng không mượn được dòng này lâu. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ nói về màn hình của cái chiếc điện thoại này sao. Chiếc điện thoại này sở hữu cái kích thước màn hình là 6,73 inch. Một cái kích thước mà mình đánh giá là cũng tương đối lớn. Tấm nền màn hình sẽ là LTPO2 AMOLED. Màn hình này thì sẽ có 1 tỷ màu, có HDR10+, có Dolby Vision. Độ sáng trung bình là 1000 nit. Và độ sáng tối đa lên tới là 1500 nit. Tần số quét là 120Hz, có kính cường lực Victus. Và độ phân giải thì lên tới là 2K+. Đấy, ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ có mật độ độ ảnh vô cùng cao, 525 ppi, kết hợp với một cái màn hình cong như thế này. Đấy, cho chúng ta cái hiệu ứng thị giác rất là tốt, cũng như là cái cảm giác vuốt chạm từ bên ngoài màn hình vào là vô cùng sướng. Chiếc điện thoại này có sẵn một miếng dán màn hình ở bên ngoài như này nhá. Viền màn hình khá mỏng và cái camera selfie ở chính giữa này thì cũng làm cực kỳ bé. Nói chung là màn hình này gần như không điểm gì khiến chúng ta phải lăn tăn ở trong cái tầm giá này cả. Tất cả những cái gì xịn sò nhất, những cái loại kính gần như là tốt nhất, nếu mà cái này một cái Victus cộng nữa thì chắc là hoàn hảo rồi đúng không nào, thì cũng đều được trang bị trên sò này rồi. Và cái chỗ camera selfie này thì nó là camera selfie 32 chấm nhé các bạn nhé. Ở các cái cạnh máy thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó sẽ không có vân tay bên cạnh hông như là những cái sản phẩm Xiaomi giá rẻ hay tầm trung đâu, mà nó sẽ có vân tay bên trong màn hình. Đấy, à, màn hình như thế này thì chắc chắn là phải có vân tay bên trong màn hình rồi. Đấy, loa ngoài là loa kép và tách bạch hẳn với nhau luôn. Âm thanh Harman Kardon ghi rõ như này. Đấy, loa phía dưới và loa phía trên luôn. Đấy, rồi là có mắt thần hồng ngoại để điều khiển các thiết bị bên trong gia đình, ví dụ như TV hay điều hòa, mic phụ để ở phía trên này. Phía dưới này có cả cổng sạc chuẩn Type-C các thứ nữa. Đầy đủ hết. À, thiếu jack cắm tai nghe 3.5 nhé các bạn nhé. Thì thực ra là bây giờ các điện thoại của các hãng, đặc biệt là flagship, họ cũng bỏ hết đi rồi. Đấy, thì mình nghĩ là cái điều này nó không phải quá quan trọng lắm. Rồi, chứ còn về pin thì chiếc điện thoại này có viên pin tầm khoảng 4800. Chính xác ra nó là 4860 mAh. Nếu như nó có viên pin là tròn 5000 thì có lẽ là chúng ta nhìn về mặt thông số nó sẽ thích hơn đúng không nào. Hay là nếu mà 5500 thì càng tốt, bởi vì là về cơ bản dòng này nó đã to và dày như này rồi, thì mình nghĩ là nếu mà pin nó thêm một chút nữa thì nó sẽ ok hơn. Rồi, khi mà mình vào trong phần My Device này mình kiểm tra ấy, thì là Android cũng là loại Android mới nhất bây giờ rồi. Đây là Android 12 nhé các bạn nhé. Xong rồi MIUI 13 luôn. Đấy, đều là những loại xịn sò nhất bây giờ rồi. RAM 12GB có thể mở rộng ra bên ngoài lên tới là 3GB RAM nữa qua bộ nhớ trong. Đấy, tất nhiên là những cái hãng như kiểu là Xiaomi hay là Realme hay Oppo thì họ cũng làm cái điều này rồi. Đấy, đây Android 12 các thứ ở đây. Tất cả thông tin thì mình nhìn cũng rất là đơn giản thôi. Chip thì là con chip Snapdragon 8 cộng Gen 1 nhé. Sản xuất ở trên chương trình 4 nanomet nhé các bạn nhé. Đây là 8 cộng Gen 1. Và xung nhịp tối đa của nó sẽ là 3.2GHz. Con chip 8 cộng Gen 1 này thì chất là nó là một cái phiên bản nâng cấp xung nhịp hơn so với cả con chip 8 Gen 1. Đấy, hôm sau thì Admin Kha sẽ có video test game này. Xong rồi sẽ có những video speed test với cả iPhone 13 Pro Max hay là với S22 Ultra để xem là nó thể hiện như thế nào. Còn với cái sạc 6,7W thì theo công bố nhà xuất nó sẽ sạc đầy viên pin 4860 mAh trong vòng khoảng 41 phút. Đấy cũng là một cái thời gian mà mình đánh giá là cũng tương đối nhanh rồi. Chắc là trừ hao đi cùng lắm là 50 phút, dưới 1 tiếng là chúng ta đã có thể sạc được đầy pin rồi. Tổng kết lại thì mình thấy là Xiaomi 12S Ultra năm nay nó đã thực dụng hơn rất nhiều so với Xiaomi năm ngoái rồi. Nó không màu mè như là
Xiaomi 11 Ultra năm ngoái nữa. Đấy, không cần phải màn hình phụ nhưng mà nó tập trung vào cái camera, cái điều mà mọi người cần. Đấy, bởi vì nhiều người hay nói là camera của điện thoại Xiaomi nó không được tốt, đúng không nào? Và với việc kết hợp với cái thương hiệu Leica như này thì rõ ràng là nó sẽ nâng tầm cái sản phẩm flagship của Xiaomi lên rồi. Bởi vì những cái hãng điện thoại mà nó thương hiệu nó kém hơn so với Samsung và Apple thì thường họ sẽ phải kết hợp với cả những thương hiệu lớn ở bên ngoài để mà nâng tầm cái thương hiệu của mình lên. Đấy, thì với việc kết hợp với Leica như này thì mình nghĩ là Xiaomi họ cũng sẽ muốn nâng tầm cái sản phẩm của mình lên. Đấy là còn chưa kể là hàng tá những công nghệ như là Dolby Vision, Dolby Atmos, Hi-Res Audio hay là Harman Kardon ở đây nữa. Đấy, đều là những thương hiệu xịn sò mà họ muốn lồng vào trong cái sản phẩm của mình. Ok, các bạn cảm thấy sao về sản phẩm này? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và giá bán phiên bản bộ nhớ trong 256GB thì nó chỉ xem với cả phiên bản 128GB của Galaxy S22 Ultra mà thôi. Các bạn cảm thấy sao? Rất là cảm ơn điện thoại hay.vn đã hỗ trợ mình sản phẩm để thực hiện video này. Tất cả thông tin mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video. Điện thoại là một trong những đơn vị bán giá điện thoại rẻ nhất trên thị trường bây giờ. Và tất cả những sản phẩm Xiaomi, Realme mà các bạn mua tại điện thoại hay mặc định sẽ được tặng gói bảo hành vàng cả nguồn màn hình và vân tay. Như vậy là các bạn đã có thể tiết kiệm được khoảng 500.000 đồng rồi so với việc mua ở các cửa hàng khác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.